làm bằng hợp kim, toàn bộ thân xe và phần rơ móc được làm bằng hợp kim. Và chúng tôi sẽ cùng mời mọi người xem về cái chiếc đầu kéo sơ mi rơ móc này, cũng như là chúng ta sẽ cùng bóc hộp chiếc xe đầu kéo này xem mẫu xe này có chi tiết như thế nào và có những cái tính năng gì. Chúng ta sẽ cùng khui hộp. Về tổng thể thì đây là một chiếc xe đầu kéo rất là dài, hầm hố đẹp và chuyên chở cái xe để chở xe đó. Chiếc xe đầu kéo tôi sẽ mời mọi người xem chi tiết này, phần đầu kéo này, còn đây là phần sơ mi rơ móc này. Và mời mọi người bóc tem của cái mẫu xe này nhé. Là một chiếc xe đầu kéo siêu dài. Khi chúng ta bỏ một cái lớp bìa cứng ở ngoài ra thì bên trong sẽ có một cái lớp xốp này để bao bọc và bảo vệ phần đầu kéo cũng như là phần sơ mi rơ móc. Bên ngoài có một cái lớp xốp này rất là chắc chắn, cứng cáp. Bên trong được cố định bằng ba cái dây, ba điểm. Đằng sau thì được buộc vào rất chắn. Tôi sẽ tháo để mời mọi người cùng xem tháo chi tiết phần này đầu kéo này. Đầu tiên thì tôi xin phép mọi người sơ mi rơ móc đằng trước. Đó. Đó, sơ mi rơ móc. Tiếp theo đó là phần đầu kéo. Mày thấy chưa? Đây là phần đầu kéo. Thì chiếc xe đầu kéo này được làm bằng hợp kim. Có thể mở được cửa này tương tự thế, mở hai cửa. Trước này thì nó là cabin đơn, ở dưới gầm của phần đầu kéo thì sẽ có cái chốt này dành cho đèn ở nhà. Khi rút chốt ra thì sẽ sáng đèn, người thấy đèn sáng điện, hoặc ấn đầu xuống thì nó cũng sẽ sáng đèn. Đây là bộ phận sơ mi rơ móc. Sơ mi rơ móc này thì cũng được làm bằng hợp kim. Ở dưới cái sơ mi rơ móc này sẽ có một cái mâm để xoay và chúng ta sẽ cùng gắn cái mâm vào đây để cố định phần đầu kéo đó. Khi chúng ta tháo cái phần đuôi ra thì có thể hạ được độ cao của cái sàn này xuống. Sàn này thì sẽ làm hai tầng, tầng trên này để xe. Ở đây thì tôi cũng có mua để một cái số mẫu xe, như đây là mẫu nhập 63 tỷ lệ 1924, để chúng ta có thể mô phỏng và trưng bày chiếc xe, có thể chở được chiếc xe lên trên. Còn đây là chiếc Toyota Alpha tỷ lệ 1.24. Phần dưới này nhỏ xinh này thì
tôi sẽ để một chiếc xe Chevrolet Camaro cái phiên bản là Transformer, đây là cái phiên bản siêu nhân dưới này. Tiếp phần dưới này thì chúng ta cũng thể để một chiếc xe quay đầu lại này. Đó. 1, 2, 3, 4, 4 xe rồi. Chiếc ở trên đây. Đây là chiếc Porsche 911. Hai ba bốn năm, chúng ta có thể để 5 xe. Hiện tại thì chiếc xe có chiều dài từ phần đầu kéo đến tận phần đuôi này của nó là 67,5 cm, chiều rộng là 9 cm và chiều cao là 13 cm. Chiếc xe đầu kéo của Mercedes có chiều dài rất là dài, 67,5, chiều rộng là 9 và chiều cao là 13, và có thể chạy được 5 xe mô hình.